Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Sofres sau đệ số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt và tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Ở clip này, tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một con tủ lạnh đến từ thương hiệu Hitachi, siêu to khổng lồ ở trong phân khúc giá hơn 40 triệu một chút thôi. Trước mắt các bạn đây là một mẫu tủ lạnh mặt kính của Hitachi. Bề mặt kính thì nó được làm bằng mặt kính chịu lực chống xước và có màu chủ đạo là màu đen. Màu đen này nếu mà chúng ta nhìn gần vào cái kính này, chúng ta sẽ thấy là nó có ánh kim tuyến, nó màu nó giống cái màu đá kim sa ấy, nhìn rất là đẹp và sang trọng. Gam màu chủ đạo là màu đen nhưng mà được điểm cái viền màu vàng hồng này, rất là đẹp và nổi bật đúng không ạ? Thì con tủ này được hãng trang bị lên đến 670 lít, gần như là một con tủ có dung tích lớn nhất của hàng nội địa của Nhật và được thiết kế với kích thước chiều ngang lên đến 82,5 cm. Với cái thiết kế chiều ngang như thế này ấy, thì chúng ta để vào cái khung bếp của chúng ta ấy, thì nó sẽ rất là đẹp đúng không ạ? Tại vì thường thường thì tủ của Nhật thì chiều ngang cơ bản của nó chỉ là 68,5 cm thôi. Và với cái chiều ngang này thì sẽ khiến cái tủ nó hơi bị dài. Còn ở con tủ 670 lít này thì chiều ngang của nó rộng lên đến 82,5 cm. Nên là nó sẽ rất là hài hòa và đẹp, nhìn nó khỏe khoắn, sang trọng khi chúng ta để vào trong nội thất của chúng ta. Đó. Về con tủ Hitachi này thì chúng ta sẽ xem là nó có những cái công nghệ gì hay, xem có xứng đáng với lại cái tầm tiền hơn 40 triệu không các bạn nhé. Thứ nhất là ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy là hãng thiết kế chúng ta một cái bảng điều khiển cảm ứng. Cái này thì là chúng ta sẽ để điều chỉnh độ lạnh của các khoang cũng như là điều chỉnh đá rơi. Cái này tôi sẽ có bản dịch tiếng Việt và clip hướng dẫn, chúng ta sử dụng rất là đơn giản thôi. Và được thiết kế trang bị chúng ta hai cửa mở điện trợ lực. Đó. Chúng ta chỉ cần ấn chạm vào là nó sẽ tự mở thôi. Thực chất thì đây cũng chỉ là một cái tính năng phụ thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đang nắm đồ trên tay ấy, thì chúng ta không thể nào móc tay vào chúng ta mở được đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng cái tính năng này. Bình thường thì chúng ta vẫn có thể kéo ra mở một cách bình thường. Đó. Và con tủ này vẫn được thiết kế là 6 cánh và 5 ngăn riêng biệt. Chúng ta sẽ cùng đi vào xem nội thất các bạn nhé. Nội thất của con tủ này. Tủ này là một con tủ chất hàng mua đấu giá. Thế nên là từ bên ngoài lẫn bên trong chúng ta sẽ thấy là nó rất là mới. Thành vách các thứ thì đều rất là mới. Và mới ở đây là mới nguyên bản các bạn nhé. Chứ không sợ bị mông má hay sơn tút gì cả. Đấy, cái này là tôi cam kết. Cam kết là nguyên bản từ trong ra ngoài. Có nghĩa là bên trong chúng ta không sợ bị sửa chữa, mà bên ngoài chúng ta không sợ bị mông má. Đó, nên chúng ta rất yên tâm để chúng ta đầu tư tiền để cho những con tủ như thế này. Đấy, nội thất thì các bạn thấy không ạ? Siêu to khổng lồ luôn, chiều ngang lên đến 82,5 cm. Và được trang bị một khoang đông, trang bị một khoang hút trên không và khoang đông mềm. Đây là công nghệ kép của Hitachi. Đó, công nghệ kép của Hitachi là công nghệ hút trên không và cấp đông mềm. Khoang này nó cũng siêu to khổng lồ luôn, chúng ta tha hồ để chúng ta để đồ ăn ở trong khoang này các bạn nhé. Đấy, các khay đợt của nó đều rất là mới. Vì là một con tủ mua đấu giá thì bên kia họ dùng, họ rất là giữ gìn, nên nó rất là mới. Đấy là công nghệ khoang trên này. Về cái công nghệ thì nó cũng đủ hết tất cả những cái tính năng cơ bản. Ví dụ như là công nghệ làm lạnh tạo ẩm này, khử mùi diệt khuẩn này. Đấy, đều có đủ cả các bạn nhé. Đây là khoang đá rơi. Cái này thì là tôi vừa cắm, tôi chưa cho nước nên là đá nó chưa rơi thôi. Bình thường thì chúng ta cho nước ở bên trên thì đá sẽ tự động làm viên và rơi xuống dưới này, chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Còn bên này thì là một khoang đông nhỏ. Cái khoang đông nhỏ này thì chúng ta sẽ để đồ ăn chín này, để kem này, để sữa chua này ở trong khoang đông nhỏ này, thì nó sẽ rất là sạch vệ sinh, nó sẽ tách biệt hoàn toàn với lại khoang đông ở bên dưới, nên là nó rất là vệ sinh. Ở cái khoang tiếp theo này là một khoang đông lớn. Các bạn nhìn đấy, là cái tủ chất là mua đấu giá nên các khay của nó rất là mới, khay của nó trong và rất là mới. Ở khoang này thì được chia thành 3 ngăn. Với con tủ 670 lít này thì chắc chắn là các bạn sẽ để được nguyên cả con lợn ở trong này. Thế là Tết các bạn tha hồ để đồ ăn vào trong này mà không sợ là bị chặt đâu. Đấy. Tiếp theo ở bên dưới cùng này là một khoang mát để chúng ta đựng rau. Với cái khoang mát của con tủ 670 lít này thì chúng ta cũng để tha hồ rau để chúng ta ăn trong một khoảng thời gian dài. Với một con tủ 670 lít này chúng ta có thể dùng cho gia đình 7 đến 8 người, thậm chí là nhiều hơn. Đấy, là một cái lợi thế của con tủ to. Thì hiện tại giờ tủ đang có sẵn tại kho hàng Nhật Sofres sau đệ số 15 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp hoặc các bạn có thể gọi điện cho tôi qua số điện thoại là 0966 937 999 để được tư vấn và mua hàng. Chia sẻ một chút thêm với các bạn là thời điểm cuối năm này thì kho Nhật Bùi Huy vừa về rất nhiều hàng đẹp, hàng mua đấu giá, có tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, rồi rất nhiều sản phẩm khác, hàng mua đấu giá để phục vụ các bạn sắm Tết. Các bạn hãy tranh thủ lúc hàng đẹp đang về nhiều, lúc tiền yên đang thấp, để chúng ta hãy tranh thủ mua hàng tại thời điểm này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.